mà con khóc nữa. Giờ tại vì mấy bữa nay mọi người kêu con quá trời luôn con. Đáng con mình chứ, hôm nay con nhiêu? Dạ con 25. Chào bà. Dạ, bà có nhớ con không bà? Nhớ. Hôm bữa giờ bà có giận con không bà? Buồn á, mình láng lắng con. Dạ. Con mình nói ấy kia nọ. Dạ, bây giờ bà có tha lỗi cho con không bà? Thôi, nó xin lỗi rồi thôi. Không có buồn, không có chóc con gì đó. Xin lỗi kia nọ, mấy chị em thôi bỏ qua hết đi. Không có giận gì hết á. Dạ, con cảm ơn bà. Cái lúc mà con xin phép bà á. Có xin phép, có chụp hình đó. Dạ, con xin phép, con từ đầu tới cuối là con đều xin phép bà trước. Đúng rồi. Con nói là con ghi hình để có sẽ nhiều người giúp đỡ bà hơn đúng không bà?